thực hiện tháng cao điểm phòng chống ma túy, ngày quốc tế phòng chống ma túy, ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2021, Công an các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đã liên tiếp lập chiến công xuất sắc. Trong chưa đầy 12 giờ đã phá thành công hai chuyên án lớn, thu 83 bánh heroin. Hồi 4 giờ ngày 22 tháng 6 năm 2021, tại khu vực Bản Chua Ta C, xã Phỉ Như, huyện Điện Biên Đông, tổ công tác phối hợp do Công an huyện Điện Biên Đông chủ trì và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phá thành công chuyên án 621G, bắt quả tang đối tượng Lầu A Di, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú Bản Sa Dung A, xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tăng vật thu 78 bánh heroin, khối lượng khoảng 2

Trước đó vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 21 tháng 6 năm 2021 tại bản Pá Tong, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, Công an huyện Điện Biên chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an xã Búng Lao, huyện Mường Ảng phá thành công chuyên án 521Y, bắt giữ đối tượng Phạm Văn Yên, sinh năm 1972, trú tại bản Quyết Tiến, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tăng vật thu giữ 5 bánh heroin cùng nhiều vật chứng liên quan. Phạm Văn Yên là đối tượng có tiền án về ma túy, nên hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt nhằm che giấu hành vi vi phạm pháp luật của mình. Như vậy chỉ trong chưa đầy 12 giờ, 83 bánh heroin được công an huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đông thu giữ thành công, càng khẳng định những cố gắng nỗ lực không ngừng để đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.